tiểu điệp cô nương. Tại hạ sẽ dùng thuật châm kim và quyệt để cô ngủ yên, không có cảm giác gì cả. Cô đừng sợ nha. Tiểu nữ tên Tiên Sinh, xin người yên tâm tiến hành. Lục Châu, chúng ta bắt đầu. Chỉ huy, Lý đại nhân lại đến đây. Bổn tọa cảm thấy hơi lo lắng. Thậm chí huy chê cười rồi. Bổn châu tới đây là vì hai vị Dương chỉ huy đó. Chẳng lẽ bao đại nhân đã điều tra rõ chuyện quân lương, muốn bổn tọa đến bảo lãnh họ sao? Không phải đâu. Bao đại nhân đã xem hai vị Dương chỉ huy là nghi phạm trong vụ án của Tôn Cường và Phó Lập, chính thức giam giữ rồi. Cái gì? Bà đại nhân ra lệnh, bổn châu không dám không tuân theo. Bổn châu có thể tới đây báo tin cho thẩm chỉ huy đó. Đa tạ tấm lòng của Lý đại nhân. Họ là người của thẩm chỉ huy, bổn châu không thể không quan tâm được. Chuyện đã xong rồi, bổn châu về trước đây, cáo từ nha. Mời Lý đại nhân. Tướng quân, làm sao đây? Không vũ tiến. Công tôn tiên sinh, tình hình sao rồi? Rất thuận lợi, chắc là không sao đâu. Nè, đừng đi. Cô ấy cần phải thêm một thời gian mới có thể tỉnh lại. Đến gặp cô ấy vào lúc này rất có khả năng sẽ uổng công đó. Đa tạ công tôn tiên sinh. Sau khi cô ấy khỏe lại mới cảm ơn ta cũng chưa muộn. Triển hộ vệ, mùi vị chờ đợi ngoài này chắc là khó chịu lắm.
yên tâm, có sự chân thành của hộ vệ, ta tin rằng cô ấy nhất định khỏe lại. Công tôn tiên sinh, tiên sinh vất vả rồi. Đại nhân nặng lời rồi. Trị bệnh cho tiểu điệp cô nương là học trò cố gắng hết mình, cam tâm tình nguyện, sao dám nói vất vả. Đây cũng là sự quan tâm của công tôn tiên sinh dành cho Triển Hộ Vệ. Triển Hộ Vệ song pha giang hồ nhiều năm, học trò cũng cảm thấy vui vì hắn có nơi gửi gắm. Chỉ là không ngờ hắn lại quan tâm đến vậy. Theo tiên sinh suy đoán, tiểu điệp cô nương có bao nhiêu cơ hội được trị khỏi? Tình hình bệnh tật của cô ấy so với suy đoán của học trò gần như giống nhau. Trong lúc trị liệu, may là đã kiểm soát được, không bị xuất huyết nhiều. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn đặc biệt, học trò tin rằng có thể trị khỏi. Có thể gặp công tôn tiên sinh cũng được xem là tạo hóa của cô ấy. Không, đại nhân quá khen. Tối nay mới là thời khắc quan trọng nhất. Nếu như có thể bình an vượt qua, mới là hoàn toàn thoát ly nguy hiểm. Mong sao cô ấy được bình an vô sự. Lục Châu, ta biết không được ổn. Đã biết tại sao công tử còn đến đây? Ta không yên tâm nên mới qua đây xem thử. Cũng đúng rồi, nếu công tử không quan tâm tiểu thư, tiểu nữ cũng sẽ quan tâm tiểu thư mà. Cô nương cũng mệt cả ngày rồi, đi nghỉ ngơi đi. Không được, tiểu nữ phải ở bên cạnh tiểu thư. Công tôn tiên sinh nói rồi, nếu có bất cứ động tĩnh gì phải báo cho ông ấy biết. Cô đừng yên tâm, có ta mà.
À. Làm gì vậy? Muốn làm gì? Có cơm không ăn, muốn tạo phản sao? Đổi đồ ăn ngon cho lão đi. Ngươi coi nơi đây là quán cơm sao? Chỉ có vậy thôi, muốn ăn hay không thì tùy. Ngươi dám đối xử với ta như vậy sao? Sau khi lão ra ngoài, không tha cho ngươi đâu. Nhưng ngươi phải ra ngoài mới được đó. Theo ta thấy, nếu hai ngươi không phải già chết ở nơi này, cũng sẽ đoàn tụ ông bà sớm hơn. Còn muốn ngang ngược cái gì nữa? Lão nhị đi làm gì vậy? Để chịu hết nổi rồi. Để chịu hết nổi rồi. Để phải ra ngoài mới được. Đại ca, huynh mau nghĩ cách gì đi. Để bình tĩnh đi. Họ không thể giam chúng ta lâu đâu. Đây thật ra là ý gì? Chẳng lẽ sao chúng ta như là phạm nhân rồi sao? Nếu bị ép buộc thì đệ sẽ giết ai đó để hả cường giận. Đừng nóng ruột. Cái chết của Tôn Cường không có liên quan gì chúng ta. Sớm muộn gì họ cũng thả người. Vậy thì bảo đường ra đi. Nếu còn ở đây, đệ sẽ điên mất đó. Hạo Quang bái kiến Bao đại nhân. Lý đại nhân không ở lại châu nhà, đến Dịch Quang để làm gì? À, Hạo Quang đến đây là vì hai vị dương chỉ huy đó. Hả? Hai người đó xảy ra chuyện rồi. Không sao. Không sao mà. Nếu là không sao, tại sao Lý đại nhân nói đến đây là vì họ? Điều này Hạo Quang Hạo Quang đến đây để hỏi ý kiến của Bao đại nhân. Bước kế tiếp Hạo Quang phải làm gì? Châu Nha phải chuẩn bị điều gì? Châu Nha nên thế nào thì như thế đó. Sao lại đến đây hỏi ý bổn phủ? Hạo Quang muốn hỏi vụ án Tôn Cường với Phó Lập bị giết. Chẳng lẽ Lý đại nhân có manh mối rồi sao? Không, Hạo Quang không có. Hạo Quang chỉ muốn biết Bao đại nhân điều tra tới đâu rồi vậy? Bổn phủ sẽ điều tra. Chẳng lẽ bổn phủ còn phải bẩm báo Lý đại nhân chi tiết điều tra hay sao chứ? Hạo Quang đâu có dám. Hạo Quang không dám đâu. Vậy thì tốt. Đại nhân chỉ cần bảo đảm Dương Bưu Dương Báo ở trong đại lao được bình an vô sự, chuyện còn lại không cần phải bận tâm. Dạ. Nhưng mà Bao đại nhân, đại nhân định thăng đường xét hỏi họ vào lúc nào vậy? Lúc cần xử thì sẽ xử, lúc phải hỏi thì sẽ hỏi. Nên nhớ, không cho phép ai vào thâm ngục, hiểu chưa? Hạ Quang hiểu rồi. Hiểu rồi. Đại nhân về đi. Dạ. Hạ Quang cáo lui. Cáo lui. Đại nhân không định nói với Lý Toàn về sách lược đối với quân đệ họ Dương hay sao? Không nói được. Nếu không e rằng sẽ uổng mất công sức. Dạ, học trò hiểu rồi. Tỉnh rồi. Tiểu thư tỉnh lại rồi. Muội vui lắm. Sau khi tỉnh lại, người đầu tiên muội nhìn thấy là Quynh. Cuối cùng muội đã vượt qua. Muội nói rồi, muội sẽ thành công mà, không phải sao? Công tôn tiên sinh mời. Công tôn tiên sinh. Công tôn tiên sinh. Đừng động đậy, tuyệt đối đừng động đậy, vết thương sẽ bị tê.
Được rồi Triển Chiêu, giao cho ta, tránh mặt một chút đi. À, ta phải kiểm tra vết thương, ngươi ở lại đây không tiện lắm. À, vậy thuộc hạ ra ngoài đây. Ừ. Yên tâm đi. Lục Châu, giúp ta một tay. Tướng quân, ừ. Ta về doanh, Hữu về doanh tình hình sao rồi? Phó chỉ huy ta Hữu về doanh đều rất tận lực, doanh dự cũng đã khôi phục bình thường rồi. Ừ. Không thể vì chuyện của Dương Bưu Dương Báo mà lỡ mất công việc của Mã quân. Dạ, chỉ là có một số doanh dự không có hai người họ, người khác không làm được. Theo ta đến cho nhau một chuyến. Tướng quân đến để thăm Dương Bưu Dương Báo, đồng thời bảo họ nói rõ sự việc ở trong quân doanh. Khấu kiến đại nhân. Ừ. Đại nhân, muốn họ lui khỏi đây thật sao? Dư thừa, ta nói lui là lui đi. Dạ, các người lui ra ngoài hết đi. Dạ. Dạ. Đại nhân. Còn ngươi nữa. Cả tiểu nhân luôn sao? Đại nhân à, tiểu nhân là cai ngục, nếu như cũng ra ngoài á, phạm nhân phải làm sao đây? Có ta ở đây rồi, người lo lắng cái gì? Nhưng mà... Đi đi, đưa họ đi xa một chút, ta cho gọi các người mới được tới nha. Dạ. Lý đại nhân, như vậy là thế nào? Tại sao họ ra ngoài hết rồi?
À, không có gì, không có gì. Hai vị đừng nóng ruột. Có người tới thăm hai vị đó. Hai vị đợi một lát nha. Thật ra có chuyện gì vậy? Không biết nữa. Ai đến thăm chúng ta vậy? Sẽ đưa hết bọn chúng ra ngoài vậy? Huynh cũng không biết. Nhưng phải cẩn thận, đừng để người ta hại chết. Thẩm chỉ huy mời. Tướng quân, tướng quân, cuối cùng tướng quân đã đến. Tướng quân, tướng quân, nghĩ cách thả chúng tôi ra đi. Đừng sốt ruột, nói rõ trước đi. Có phải bao đại nhân hạ lệnh xem hai người là nghi phạm giết người giam ở đây không? Đúng vậy, ông ấy đổ cái chết của Tôn Cường lên đầu chúng tôi. Sau khi điều tra rõ cái chết của Tôn Cường, tự nhiên sẽ thả các người ra. Nhưng mà phải đợi tới bao giờ đây? Chuyện này đến nước ngày hôm nay là do các ngươi tự chuốc lấy. Nếu bao đại nhân giam giữ các ngươi ở đây suốt đời, các ngươi không thể oán trách người khác, cũng không thể oán trách ta. Nhưng mà cái chết của Tôn Cường chúng tôi không biết gì hết mà. Vậy thì các ngươi hãy nói với bao đại nhân, chỉ cần ông ấy tin lời các ngươi thì các ngươi không cần lo. Tướng quân, có thể nhờ tướng quân thay mặt chúng tôi xin tội với bao đại nhân không? Ta đã nói không xen vào. Tự nguyện vào ngục là cho các ngươi tự nghĩ ra mà. Các ngươi tự gánh lấy đi. Tướng quân, vì thuộc hạ cho mình là người thông minh, nhưng tướng quân không thể thấy chết mà không cứu. Hôm nay ta đến đây không phải để cứu các ngươi. Tả hữu vệ doanh có rất nhiều chuyện mà phó tướng các ngươi không hiểu rõ. Vũ Tiến. Dạ. Kêu họ bàn giao sự việc rõ ràng đi. Dạ. Tướng quân, tướng quân, dù sao chúng tôi cũng là người Mã Quân Thương Châu. Bàn giao sự việc rõ ràng đi, ta sẽ thay các ngươi nói chuyện với bao đại nhân. Đa tạ tướng quân. Người đâu? Dạ. Chuẩn bị kiệu. Dạ. Thẩm Nhượng đến thâm ngục sao? À, đúng vậy. Hạ quan không dám che giấu nên mới tới đây bẩm báo với bao đại nhân đó. Bổ phủ đã căn dặn rồi, không cho bất cứ ai thâm ngục mà. Đại nhân xem lời nói của bổ phủ như gió thoảng qua tai sao? Hạ quan không dám. Thật ra hạ quan không muốn cho hắn vào, nhưng mà đại nhân đối với hắn đúng là tuân lệnh lâm đó. Hạ quan thẩm chỉ huy chỉ là chỉ huy cấp quân. Lý đại nhân là tri châu ngũ phẩm, tại sao hắn đã trở thành cấp trên của Lý đại nhân rồi? Mã Quân Thương Châu tuy là cấm quân, không thuộc quản lý của châu nhà, Lý đại nhân cũng không cần như vậy. Khiêm tôn lễ phép tuy là mỹ đức, nhưng hạ mình quá đáng sẽ như kẻ nhu nhược, còn trái với thể chế của triều đình. Lý đại nhân nên thận trọng hơn. Dạ, hạ quan biết lỗi rồi. Biết lỗi sửa sai mới là chính đạo, sau này không được tai phạm. Dạ dạ, đà tạ ơn không trách tội của bao đại nhân. Đứng lên đi. Em tạ đại nhân. Tình hình của Dương Bưu và Dương Báo ở trong ngục như thế nào? Hạ quan đã kêu cai ngục chú ý rồi. Tâm trạng của hai người họ bây giờ không được ổn định, hơn nữa tính tình lại rất nóng nảy. Tiếp tục theo dõi, nếu như có hành vi đặc biệt lập tức hồi báo. Dạ. Hạ quan cáo lui. Rõ ràng Thẩm Nhượng biết bổn phủ không cho ai vào thăm nhưng lại làm trái lệnh, chắc là có nguyên nhân của hắn.
Còn về nguyên nhân ra sao, vậy thì không biết rồi. Hắn nên biết, không thể giấu được đại nhân mới đúng. Dương Bưu Dương báo chuyện ngụy tạo sổ sách, hắn khó thoát tội không tròn trách nhiệm. Nhưng ít ra từ chuyện này có thể nhận thấy được, hắn cũng có chút trách nhiệm. Bổn phủ tin rằng hắn sẽ chủ động nói hết mọi chuyện. Trong thời gian ngắn, Dương Bưu Dương Báo e rằng không thể về doanh trại. Phó chỉ huy của hai doanh trại đều đã hiểu rồi chứ? Vũ Tiến đã căn dặn họ rồi. Gần đây nhiều chuyện phiền lòng thật đó. Tướng quân, cậu đang lo lắng cho tiểu thư sao? Tuy là tiểu điệp ở lại dịch quán, an toàn không có vấn đề gì, nhưng ta vẫn phải lo lắng. Vậy thì đón tiểu thư về đi. Không, không cần phải đón muội ấy về đâu. Chỉ cần được nhìn thấy muội ấy thật sự bình an, thấy Triển Chiêu có thể chăm sóc cho muội ấy, ta cũng yên tâm. Tướng quân muốn đích thân đến dịch quán sao? Cần phải như vậy. Bao đại nhân chắc là chưa biết tiểu điệp chính là muội muội của ta. Nếu không, nhất định cho người báo cho ta biết. Về tình về lý, ta cũng phải nói một tiếng với bao đại nhân. Nếu tướng quân muốn đến đó gặp bao đại nhân, cần phải có chuẩn bị một điều khác. Chuẩn bị điều gì? Lý Toàn xưa nay luôn nhát gan sợ chuyện. Chuyện tướng quân tới đại lao thâm ngục, ông ta nhất định bẩm báo với bao đại nhân. Ta cũng có suy nghĩ này. Tuy chúng ta là về việc công của Tạ Hữu Doanh đến đây thâm ngục, nhưng dù sao cũng đã làm trái lệnh cấm người thâm ngục của bao đại nhân rồi. Trong chuyện này, ta phải chủ động đích thân nhận tội với bao đại nhân mới được. Được rồi, bây giờ chúng ta tới dịch quán ngay đi. Dạ. Đại ta. Nào. Sau này không cần Lục Châu nữa rồi. Tại sao vậy? Đã có Triển công tử rồi, còn cần đến muội nữa sao? Muội thiệt là. Nào. Triển công tử giao tiểu thư cho công tử đó. Tiểu nữ đi nấu nước đây. Tướng quân mời.
Ngươi muốn gặp bổn phủ, tại sao không đến Châu Nha? Hồi báo đại nhân, nếu mặt tướng vì việc công, dĩ nhiên sẽ đến Châu Nha. Nhưng mà lần này có cả việc công lẫn việc tư. Ờ, việc tư là gì? Việc tư của mặt tướng không liên quan tới báo đại nhân. Mặt tướng đến đây để tìm người. Có lẽ thẩm chỉ huy nhầm lẫn rồi. Vì bao đại nhân đang ở dịch quán, không có tiếp đón quan viên nào khác. Người thẩm chỉ huy muốn tìm chắc là không ở dịch quán. Thuộc hạ của mặt tướng chính mắt nhìn thấy người muốn tìm đã vào dịch quán, nhưng không dám kinh động đến bao đại nhân. Mặt tướng đích thân đến đây bẩm báo, mong bao đại nhân cho phép mặt tướng tìm người ở trong dịch quán. Người ngươi muốn tìm thật ra là ai? Hồi bao đại nhân, là một cô nương tên là Tiểu Điệp và một nha hoàn tên Lục Châu. Ờ, thẩm chỉ huy tìm họ có chuyện gì không? Tiểu Điệp chính là xá muội Thẩm Điệp. Hả? Thẩm Nhượng là chỉ huy Mã Quân, tới gặp bao đại nhân là chuyện bình thường. Tại sao cô nương quảng hốt như vậy? Hắn là ca ca muội. Cái gì? Tiểu thư, muội thật sự không biết tại sao tướng quân có thể tìm đến đây. Không sao hết, sớm muộn gì mọi người cũng biết. Vậy thì huynh không hiểu. Thẩm Nhượng là ca ca của muội thì sao chứ? Tại sao không thể cho huynh biết? Huynh không hiểu được đâu. Vậy thì muội cho huynh hiểu đi. Muội Tiểu Điệp, huynh có quyền được biết mà. Tiểu thư Lục Châu, huynh ấy nói đúng, huynh ấy có quyền được biết. Sở dĩ muội không cho huynh biết là vì ca ca muội không cho muội quen với huynh, thậm chí ngay cả gặp huynh ấy cũng không cho. Cái gì? Bệnh của mụ ấy khỏi rồi à? Ừ, tất cả là nhờ vào diêu thú hồi xuân của Công Tôn tiên sinh. Nếu như vậy, sau này mụ ấy không phát bệnh nữa sao? Đã hoàn toàn trị khỏi rồi. Chỉ cần điều dưỡng cho tốt, thẩm cô nương sẽ được như người bình thường, không cần dày dò bởi chứng bệnh tỳ dị nữa. Đa tạ ơn cứu mạng của Công Tôn tiên sinh đã dành cho xá muội. Người cứu mạng của ấy không phải tại hạ, mà là Triển Chiêm. Tại sao huynh ấy không cho chúng ta quen nhau? Huynh và huynh ấy thật ra không quen biết mà. Muội cũng không biết. Xưa nay ca ca rất thương muội, chuyện gì cũng chiều ý muội. Nhưng trong chuyện này, huynh ấy rất kiên quyết. Đúng vậy, tiểu nữ chưa từng thấy tướng quân nổi giận với tiểu thư như vậy, khiến hai người sợ lắm đó. Huynh đi tìm huynh ấy nha. Đừng đi. Tiểu Điệp, nếu chúng ta đã quyết định ở bên nhau, cần phải loại trừ tất cả chướng ngại. Huynh phải nói chuyện với ca ca. Huynh đừng xảy ra xung đột với ca ca. Yên tâm, không có đâu. Ca ca. Ê, đừng động đậy. Cô nương quên tại hạ đã nói không được động đậy sao? Tiểu Điệp, nghe lời Công Tôn tiên sinh đi. Cô nương chẳng những không được động đậy, hơn nữa không được vì bất cứ kích động nào mà ảnh hưởng đến tâm trạng, hiểu chưa? Ừ. Công Tôn tiên sinh, tại hạ có thể nói chuyện riêng với Tiểu Điệp không?
Dĩ nhiên là được, nhưng không được quá lâu. Cô ấy phải được nghỉ ngơi nhiều. Được rồi. Được rồi, chúng ta ra ngoài để họ trò chuyện đi. Tướng quân, nghe Công Tôn tiên sinh nói bệnh của muội đã được trị khỏi. Ừ, y thuật của ông ấy có thể nói là xuất quỷ nhập thần. Hay quá, chứng bệnh đã bám theo cả đời, cuối cùng cũng đã rời xa muội rồi. Bây giờ ca ca không cần bận tâm cho muội nữa. Bệnh của muội tuy là huynh không cần bận tâm nữa, nhưng mà còn có chuyện khác huynh không thể không bận tâm. Ca ca, huynh muốn nói chuyện chiều. Triển Hồ về, tại sao hắn không cho hai người quen nhau? Lục Châu. Dạ. Cô với Thẩm cô nương thật sự không biết nguyên nhân sao? Thật sự không biết. Tướng quân nổi giận như vậy, ai mà dám hỏi? Triển Hộ Vệ với Thẩm Chỉ Huy có phải quen biết không? Thuộc hạ không quen biết hắn. Có khi nào trong lúc hành tẩu giang hồ trước đây, trong lúc vô ý đã kết quán với hắn không? Lục Châu. Công Tôn tiên sinh đừng có hỏi tiểu nữ nữa mà, tiểu nữ thật sự không biết. Đừng nóng ruột, điều ta hỏi không phải điều này. Hả? Thẩm Chỉ Huy có từng nói chuyện hôn nhân cho Thẩm cô nương không? Ừ, không đâu, tiểu thư sức khỏe luôn không tốt, không hề nghĩ đến chuyện lấy chồng. Công Tôn tiên sinh, đừng hỏi nữa mà. Đây là chuyện giữa thuộc hạ và tiểu điệp, thuộc hạ sẽ hỏi cho rõ. Bất kể nguyên nhân ra sao, thuộc hạ cũng sẽ đối mặt. Triển Hộ Vệ đừng lo lắng. Theo suy đoán của ta, chắc là không có vấn đề gì. Chắc là Thẩm Chỉ Huy không cấm hai người quen nhau nữa. Huynh không phản đối hả? Huynh không những không phản đối, hơn nữa còn cực lực tán thành hai người quen nhau. Tạ ca ca. Ê, muội đừng động đậy, ảnh hưởng vết thương đó. Ca, sao huynh đổi ý định vậy? Muội không muốn huynh thay đổi ý định sao? Rõ ràng huynh biết ý muội không phải vậy mà. Bây giờ thì khác rồi. Nếu hai người trân trọng nhau, người làm ca ca như huynh chỉ biết chúc phúc cho hai người thôi. Bây giờ huynh đang lo lắng hắn đối xử muội tốt hay không, có thể cho muội hạnh phúc không? Ngoài ra huynh không có ý kiến, bao gồm nhân phẩm của hắn. Ca ca, huynh chỉ gặp huynh ấy một lần thôi, thậm chí ngay cả một câu cũng chưa nói. Sao huynh biết nhân phẩm của huynh ấy thế nào? Rất đơn giản. Ở trên giang hồ, người ta gọi hắn là Nam Hiệp, là người hiệp nghĩa. Huống hồ có thể ở bên cạnh Bao đại nhân, nhân phẩm tất nhiên sẽ không tệ. Điều quan trọng hơn là huynh tin tưởng đôi mắt của muội muội huynh. Ca ca. Được rồi được rồi, muội phải nghe lời đại phu mới được, không được để quá mệt mỏi. Huynh ra ngoài nói chuyện với hắn đi. Ca, huynh đừng làm khó huynh ấy nha. Muội yên tâm đi, huynh biết làm sao rồi. Muội đừng động đậy, huynh kêu Lục Châu vào đây với muội. Ừ.
Công tôn tiên sinh, tiểu điệp đúng là khỏe hơn trước đây rất nhiều. Chỉ cần điều dưỡng một thời gian nữa thì có thể hoàn toàn bình phục. Một lần nữa đa tạ công tôn tiên sinh. Thẩm chỉ quy khách sáo rồi. Lục Châu. Tướng quân. Về phòng chăm sóc tiểu thơ đi. Dạ. Ngươi chính là Triển Chiêu. Đúng vậy. Người trong giang hồ xưng là Nam Hiệp. Người miêu Triển Chiêu được hoàng thượng sách phong người tiền tứ phẩm đế đạo hộ vệ. Đó là bằng hữu giang hồ yêu mến, hoàng thượng ân sủng. Thẩm chỉ huy, Bao đại nhân còn có chuyện muốn nói với thẩm chỉ huy. Lát nữa gặp nhau ở đại sảnh, tại hạ hồi báo trước đây. Làm phiền công tôn tiên sinh. Thẩm chỉ huy. Không, nghe ta nói trước đã. Mời nói. Ngươi thích tiểu điệp không? Ta thích cô ấy. Ngươi có thật lòng với muội ấy không? Thật lòng thật dạ. Ta muốn tỉ thí với ngươi một lát. Thẩm chỉ huy, ta rất muốn biết ngươi có xứng với tiểu điệp hay không. Hơn nữa, ta cũng muốn biết thân thủ Nam Hiệp thế nào. Không đánh không được sao? Không đánh không được. Đoán tướng quân nhất định đang tra hỏi Triển công tử. Tra hỏi điều gì? Để xem công tử có đủ tư cách làm cô gia Thẩm gia chúng ta hay không đó. Lục Châu. Nè, tiểu thư đừng có động đậy. Đừng có quên lời dặn của công tôn tiên sinh. Sau khi ta khỏi bệnh, ta sẽ trị tội muội đó. Tiểu thư hãy tha cho muội đi. Lục Châu đã nấu nước cho tiểu thư rồi. Thẩm Nhượng đang nói chuyện với Triển hộ vệ, lát nữa sẽ đến gặp Bao đại nhân. Trước tiên hãy để hắn giải quyết chuyện riêng tư. Chỉ là không ngờ Thẩm Điệp lại là muội muội của Thẩm Nhượng. Tại sao cô ta không nói gì hết vậy? Thậm chí còn có ý tranh né nữa. Cô ấy lo lắng Thẩm Nhượng không đồng ý cô ấy quen với Triển hộ vệ. Giữa họ có mâu thuẫn hay sao? Đại nhân yên tâm, bây giờ không có chuyện gì rồi. Không hay rồi, không hay rồi. Thẩm cô nương xảy ra chuyện gì? Không, không phải tiểu thư, Triển công tử với tướng quân đánh nhau rồi. Hả? Nhanh lên, nhanh lên. Nam Hiệp Triển Chiêu quả nhiên danh bất hư truyền. Thậm chí Huy cũng không hổ danh là xuất thân võ cử nhân. Giao tiểu điệp cho ngươi, ta có thể yên tâm rồi. Nhưng ta nói trước đây, nếu ngươi không đối xử tốt với muội ấy, chúng ta sẽ có trận chiến sinh tử. Ta không tệ bạc với cô ấy đâu. Tốt nhất là vậy. Hả?
Tướng quân, mọi người tới đây làm gì? Vừa rồi Lục Châu nói Lục Châu, họ đâu có đánh nhau. Nhưng mà vừa rồi Công Tôn tiên sinh, tại hạ phải gặp Bao đại nhân rồi. Được, mời. Nè Triển công tử, vừa rồi tiểu thư mới nói tướng quân đồng ý cho hai người quen nhau, nhưng mà tiểu nữ lại thấy hai người đánh nhau. Chuyện này thật ra là như thế nào? Hắn quan tâm muội muội thôi. Hả? Mặt tướng ở nơi tá túc của Bao đại nhân tỷ thí so tài với Triển hộ vệ, có điểm hỗn láo, xin Bao đại nhân tha tội. Khúc mắc giữa người với Triển hộ vệ đã được hóa giải, bổn phủ rất vui mừng. Mặt tướng hổ thẹn. Tạm thời gác chuyện riêng qua một bên. Chẳng phải ngươi còn có công vụ nói với bổn phủ sao? Mặt tướng chưa được đại nhân cho phép, đã tự ý vào đại lao thăm Dương Bưu Dương Báo, đã trái lệnh cấm của Bao đại nhân, nên đến đây thỉnh tội. Bổn phủ rất muốn nghe giải thích của người. Bao đại nhân đã biết rồi sao? Đó là chức trách của Lý Toàn, hắn dám che giấu không báo sao? Người nói đi. Dạ, Dương Bưu Dương Báo đều là thuộc hạ của Mặt tướng, huynh đệ quân ngũ, tình sâu nghĩa nặng. Mặt tướng quan tâm đến cấp dưới của mình, tất nhiên là phải đến thăm. Nhưng bổn phủ đã hạ lệnh cấm, tại sao ngươi còn vi phạm? Vì làm tròn trách nhiệm trưởng qua người khác, Mặt tướng xin nhận trừng phạt. Cho dù là vậy, tại sao ngươi không kêu Lý Toàn đến đây hỏi ý bổn phủ? Chỉ huy tả hữu dạy doanh đều không ở doanh trại, có rất nhiều quân vụ không hiểu được, cho nên phải đến hỏi Dương Bưu Dương Báo. Lý Toàn, Lý đại nhân hành sự nhút nhát, lại không đảm đương được, Mặt tướng sợ bị ông ta mà làm lỡ mất quân cơ, cho nên đã bạo gan vào thâm ngục. Mặt tướng biết làm như vậy là trái với lệnh cấm của đại nhân, cho nên hôm nay đến đây chính là muốn giáp mặt thỉnh tội với Bao đại nhân. Tuy người nói rất có lý, nhưng người không nên làm trái lệnh cấm. Lần nữa bổn phủ không muốn truy cứu, sau này còn tái phạm sẽ không tha thứ. Đứng lên đi. Tạ ơn không trách tội của Bao đại nhân. Dám hỏi Bao đại nhân, thật ra Dương Bưu Dương Báo đã tự nguyện vào ngục để chờ Bao đại nhân điều tra rõ vụ án Quân Lương, tại sao bây giờ lại trở thành nghi phạm giết người? Họ liên can đến hai vụ án mạng, tuy không trực tiếp gây án, nhưng không thoát khỏi hiềm nghi sai khiến người khác, vì vậy mới giam họ ở châu nha chờ điều tra lại. Thì ra là vậy, Mặt tướng hiểu rồi. Vụ này tuy không liên can đến người, nhưng thân ngươi là chỉ huy mã quân Thương Châu, đã phạm tội quản lý thuộc hạ không nghiêm. Sau khi kết án, bổn phủ sẽ truy cứu trách nhiệm với người. Người hiểu chưa? Mặt tướng đúng là phải có trách nhiệm, xin nhận trừng phạt của Bao đại nhân. Việc công đã xong, nếu còn việc tư, cùng Công Tôn tiên sinh giải quyết đi. Dạ, Mặt tướng xin cáo lui trước. Sáu muội làm phiền nhiều ngày, tại hạ đã chuẩn bị kiệu rồi, có thể đưa muội ấy về không? Không được, bây giờ cô ấy vẫn không thể cử động, nếu như ảnh hưởng vết thương
e rằng sẽ uổng công. Bây giờ tốt nhất là có thể yên tâm tịnh dưỡng. À, vậy thì phải cần bao lâu? Rất khó nói. Điều này phải xem tình hình hồi phục thể lực của cô ấy. Trong thời gian này, cô ấy sẽ lúc ngủ lúc thức. Đây là hiện tượng bình thường, cũng là quá trình khôi phục thể lực. Vậy thì phải làm sao? Thẩm Chỉ Huy, hãy để cho cô ấy ở lại dịch quán yên tâm tịnh dưỡng. Ở đây mọi thứ đều thuận lợi. Hơn nữa, tại hạ còn có thể chăm sóc cô ấy. Làm phiền Công Tôn tiên sinh. Không dám. Muội vừa mở mắt ra là nhìn thấy huynh, thật là tốt. Sau này mỗi ngày huynh sẽ nhìn muội thức dậy. Huynh đó, ca ca muội nói chuyện với huynh sao rồi? Huynh và huynh ấy dùng cú đấm để nói chuyện. Cái gì? Để chứng minh huynh có năng lực bảo vệ muội, huynh ấy buộc huynh phải ra tay với huynh ấy. Vậy kết quả ra sao? Huynh ấy đã khẳng định năng lực của huynh. Muội biết mà. Lần đầu tiên muội được gặp huynh, muội đã biết. Nhưng muội không dám nghĩ đến chuyện để huynh bảo vệ muội suốt đời. Tướng quân mời. Được mà, huynh sẽ bảo vệ muội suốt đời. Muội vậy rồi hả? Ca ca. Thẩm Chỉ Huy, hai người nói chuyện đi, tại hạ ra ngoài trước. Không, ta có chuyện muốn nói với hai người. Triệu Hồi Vệ, Tiểu Điệp là người thân duy nhất của ta. Các hạ phải hứa với ta, sau này sẽ chăm sóc muội ấy thật tốt. Tại hạ xin hứa. Được. Tiểu Điệp, tuy ca ca thương muội, nhưng cưng chiều muội quá rồi. Sau này muội không được ngang bướng nữa, có biết chưa? Ca, nghe huynh nói kìa, làm như muội là đại tiểu thư được cưng chiều đến hư vậy. Đúng hay không, trong lòng muội hiểu rõ. Ở lại đây một thời gian dài, muội sẽ không giấu được đâu. Muội ở lại đây hả? Ừ. Công Tôn tiên sinh nói muội ở lại đây sẽ bình phục nhanh hơn. Lục Châu. Tướng quân. Hãy ở lại đây chăm sóc tiểu thư. Đừng đưa ra ý kiến gì với tiểu thư nha. Lục Châu có mấy lá gan chứ? Trước đây đều là ý kiến của tiểu thư mà. Tướng quân du quan cho Lục Châu rồi. Có chuyện gì hồi phủ thông báo huynh. Muội ở đây yên tâm tịnh dưỡng đi. Ca ca yên tâm. Thẩm Chỉ Huy, ta tiễn người. Tiểu thư hay quá rồi. Bây giờ Bồ Tát đã hiển linh rồi, người có tình trở thành quyến thuộc rồi. Con nhà đầu này. Triệu Hồi Vệ, Tiểu Điệp giao lại cho cậu đó. Quýnh yên tâm, có thời gian hãy đến trại ngựa của ta một chuyến. Ta có mấy con ngựa quý để cho cậu ngắm, bảo đảm sẽ không đến đó uổng công đâu. Được, có cơ hội ta sẽ đi. Được, quyết định vậy đi. Vũ Tiến. Dạ. Nhớ đến đây đưa Triển Hộ Vệ đến trại ngựa nghe. Dạ. Cáo từ. Cáo từ. Nói như vậy thì bây giờ Thẩm Nhượng không ngăn cản họ quen nhau rồi sao? Dạ, đại nhân. Tấm chân tình Triển Hộ Vệ dành cho Thẩm cô nương đã cảm động được Thẩm Nhượng. Triển Hộ Vệ với hắn mà nói đúng là nơi nương tựa đáng tin cậy nhất của Thẩm cô nương. Nếu thực sự được như vậy, đúng là khiến người ta vui mừng.
Đại nhân, Thẩm Nhương rời khỏi dịch quán rồi sao? Dạ, trong thời gian tới tiểu điệp sẽ ở lại dịch quán, làm phiền đại nhân rồi. Không sao, cho cô ấy ở lại là bổn phủ đồng ý mà, đừng nói là làm phiền. Bây giờ tôi đã biết cô ấy là muội muội của Thẩm Nhượng, nhưng mà bổn phủ hiểu rồi. Công tôn tiên sinh đã cho bổn phủ biết, nếu cô ấy phải tịnh dưỡng không tiện đi lại, hãy để cô ấy yên tâm ở lại dịch quan chữa trị đi. Đa tạ đại nhân. Nhưng mà vẫn phải trưng cầu ý kiến của Thẩm Nhượng, vậy sẽ tốt hơn. Hắn đồng ý rồi. Vậy thì tốt. Trong lúc này, Thẩm cô nương rất cần được chăm sóc. Hai hôm nữa, Triển hộ vệ hãy ở bên cô ấy chăm sóc. Thuộc hạ cáo lui. Công tôn tiên sinh, Thẩm Điệp xa nhà nhiều ngày không về, chắc Thẩm Nhượng rất lo lắng. Tại sao mãi đến hôm nay mới đến dịch quán để tìm cô ấy? Có lẽ cho đến hôm nay mới điều tra ra Thẩm cô nương đang ở dịch quán. Vậy sao? Không lẽ đại nhân còn có suy nghĩ khác? Không, chẳng qua bổn phủ chỉ là hiếu kỳ, mong sao nghĩa cử thâm ngục của Thẩm Nhượng sẽ không làm hỏng đi kế sách lấy tịnh trị động của bổn phủ đã dùng với Dương Bưu và Dương Bao. Tại sao quân vẫn chưa ngủ? Để còn ngủ được sao? Đúng là không dễ dàng. Không ngủ được thì phải sao nào? Bị giam ở đây không thể đi đâu. Quân đang nghĩ cái gì đó? Quân đang nghĩ về cái chết của Tôn Cường. Mặc kệ hắn chết thế nào, tóm lại là không phải chúng ta làm thì được. Quân không hiểu tại sao có người muốn giết hắn, mà người đã giết hắn tại sao lại bị diệt khẩu? Người đứng phía sau lưng thật ra là ai? Quân nghĩ điều này để làm cái gì? Quân đang nghĩ người đó có khi nào cũng vào đây giết cả chúng ta không? Tướng quân muốn tìm thuộc hạ. Người tới dịch quán một chuyến đi. Tướng quân muốn đón tiểu thư đem về đây sao? Ta muốn người đưa Triển Chiêu về đây. Ta tới trại ngựa đợi hắn. Tướng quân hình như rất hài lòng về Triển Chiêu. Sao ngươi nhận ra vậy? Nếu không tướng quân sẽ không cho hắn đến trại ngựa. Không sai, hắn rất xứng với tiểu điệp. Hơn nữa ta cũng nhận ra, đối với tiểu điệp, hắn đúng là đã thật lòng. Hắn ta đã có đủ thành ý. Đặc biệt là bệnh của tiểu thư cũng nhờ hắn mới được trị khỏi. Đây là nguyên nhân chủ yếu. Ta không ngờ mạng sống của tiểu điệp có thể được lượm về như vậy. Dựa vào điểm này, mũi tế như hắn ta đã nhận rồi. Tướng quân, tuy là như vậy nhưng mấy con ngựa ở trại
Ngươi nhắc nhở đúng đó. Chắc ngươi đã biết thu xếp như thế nào rồi. Tôi khá hiểu rồi. Tướng quân. À, Thẩm Chỉ Huy. Triển hộ vệ đến rồi hả? Tại hạ hứa sẽ đến, nhất định sẽ đến. Trại ngựa này là điều kiêu ngạo nhất trong đời ta. Tất nhiên phải mời hộ vệ đến rồi. Hơn nữa ta đã nói bảo đảm hộ vệ không uổng công. Nào, qua đây, qua xem nó đi. Nó tên là Bạch Long. Năm xưa Thượng Sơn Triệu Tử Long truy phong Bạch Long Câu ông ấy cưỡi, chính là tổ tiên của nó. Tại hạ có nghe nói, nhưng không ngờ hôm nay là chính mắt nhìn thấy. Đúng là không uổng công một chuyến. Này, cậu cưỡi thử đi. Được. Cho. Chị. Cho. 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 Nhìn khí thế của hắn, có thể nói là Thường Sơn Triệu Tử Long năm xưa tái thế. Tiểu điệp khéo chọn lắm. Cô nương, mặt tượng bình hòa ổn định, vết thương cũng đã liền lại rồi. Thẩm cô nương, chúc mừng cô nương. Đa tạ công tôn tiên sinh. Công tôn tiên sinh, vậy thì bệnh của tiểu thư còn tái phát không? Không đâu, đã trị khỏi hoàn toàn rồi. Vậy tiểu thư còn nằm ở trên giường bao lâu nữa? Lúc nào cũng nằm, đối với bình phục không tốt lắm, thỉnh thoảng có thể vào qua viên dạo một vòng. Nhưng mà động tác phải nhẹ nhàng, phải từ từ, thời gian không được quá lâu. Hay quá. Vậy thì tiểu thư không cần ở trong phòng mãi rồi. Tiểu nữ cũng muốn ra ngoài dạo. Mấy hôm nay lúc nào cũng ở trong nhà, thật sự rất buồn. Không được quá mệt mỏi, có thể để Triển hộ vệ dìu cô nương đi. Nhưng mà Triển công tử không có ở đây. Nếu không bây giờ tiểu thư có thể ra ngoài dạo rồi. Như vậy thì hay biết mấy. Triển hộ vệ không ở trong dịch quán sao? Ca ca tiểu nữ phái dụ tiếng đón quân ấy đến trại ngựa rồi. Chắc là đi xem ngựa đó. Bây giờ tướng quân đối xử với Triển công tử rất tốt, không còn vẻ mặt cấm hai người quen nhau như trước nữa. Lúc đó hung dữ lắm. Lục Châu, lời nói đều là sự thật mà. Lúc đó sẽ một chút làm cho muội sợ đến khóc luôn. Bây giờ không phải không sao rồi à?